Sau vụ việc chó pitbull cắn khiến một người tử vong tại chỗ, một người bị thương nặng tại quán cà phê của huyện Thủ Thừa Long An, đang nhận được sự quan tâm lớn của dư luận và khiến nhiều người lo ngại. Không những cắn người lạ, con chó này còn tấn công người chủ bị thương nặng. Không chỉ ở Việt Nam, việc chó pitbull tấn công người cũng xảy ra ở nhiều nước trên thế giới. Pitbull đứng đầu danh sách 10 giống chó nguy hiểm nhất thế giới. Vũ khí đáng sợ nhất của pitbull chính là hàm răng đặc biệt. Chúng có cơ hàm khỏe, sức cắn mạnh, luôn nghiến chặt và bám chắc lấy con mồi khi tấn công, khiến vết cắn của pitbull rất nguy hiểm. Lực cắn của pitbull được cho là bằng một nửa so với hàm cá mập trắng. Cú đớp của pitbull được cho là đủ mạnh để làm gãy xương đùi của một con bò. Có thống kê cho biết, trong vòng 10 năm kể từ năm 2005 đến năm 2015, chó pitbull đã cắn chết khoảng trên 200 người Mỹ. Còn theo trang Wikipedia, mỗi năm ở Mỹ có khoảng từ 30 đến 50 trường hợp chó tấn công người đến tử vong. Pitbull là một số giống ngao quá dữ, rất nguy hiểm. Đấy là một cái thứ hai mà nó chỉ sống một mình thôi, không chấp nhận con chó khác. Nó lì đó, có mình một chuồng nó. Con chó khác thì có là một chuồng, có thể hai con, ba con. Nó chỉ nghe một người thôi, nó ít người quan hệ, nó chỉ nghe một chủ thôi. Và nó hòa đồng rất ít, thế nên là rất dễ cắn người khác. Thứ hai là rất thương, cắn này rất là nguy hiểm, cắn rất là mạnh. Và cắn này rất khó co gỡ, bình thường con khác đánh thoát nước thì nhả con này không nhả. Nên nó còn càng nguy hiểm nữa. Sự nguy hiểm của pitbull đã khiến một số nước trên thế giới cấm nuôi loài chó này, đặc biệt là các nước phát triển, nơi nhiều người dân có sở thích nuôi chó. Chó tấn công chết ngay, một là nó gầm gừ, hai sự lông gáy lên, ba nhe răng. Và tốt nhất là những người gặp những con chó đó, con chó nào thế, khi cả chú pitbull thì ta đừng có chạy, ta đừng vô khích nó, ta đi bịt đùi thôi và ta phải chuẩn bị sẵn những cái đồ để ta chống đỡ nó, cả cái túi, cái bụng. Ô, có cái gì đấy mà nó dậy để sẵn sàng nếu tấn công mình chưa thích nó, không được sợ nó là nó cắn công khai, nó đi săn là không được sợ nó, vẫn không được chưa thích nó, nhảy nhót vẫy tay kêu gào để kích động nó, rất nhiều đứa trẻ con không biết đấy, nó làm thế là nó cắn. Hai phản ứng sai lầm của số đông khi cố cứu nạn nhân khỏi răng nanh của chó dữ. 1. Không nên dùng gậy hay bất cứ vật gì để đánh đập, vì khi chó pitbull càng bị đau, chúng càng say máu và không bao giờ nhả mồm ra khỏi vết cắn. Thậm chí khi bị đau, chúng còn cố răng xé lắc để con mồi mau gục. Khi bị đánh, chúng sẽ càng siết mạnh hàm vào thịt con mồi và lắc mạnh hơn để rút ra thịt và cơ ra khỏi xương của nạn nhân. 2. Dùng vật nhọn đâm vào mắt của chó dữ cũng là quyết định sai lầm. Khi đã tấn công thì cho dù không còn thấy đường, chúng vẫn nhận ra mục tiêu vì những chó cực kỳ nhạy, có thể đánh hơi và tìm ra con mồi. Vậy làm thế nào để có thể cứu được một người đang bị chó pitbull cắn mà vẫn bảo đảm an toàn cho bản thân mình? 1. Phải triệt hạ đường hô hấp của chúng. Nanh chó thường đã cắm vào thịt hoặc cơ của nạn nhân nên đừng cố kéo nạn nhân ra khỏi mồm con chó, vì như vậy sẽ càng gây thêm đau đớn hay làm tổn thương nghiêm trọng hơn. Đứng phía sau con chó, nắm lấy cổ. Nếu chó có vòng đeo cổ thì nắm chặt, quấn mạnh để thắt chặt nhất vòng đeo cổ có thể. Nếu chó không có vòng đeo cổ thì phải tuột dây lịch hay thắt lưng ra để tròng vào cổ nó. Kẹp hai chân mình vào hông và kéo cổ chó lên trên, làm như vậy sẽ khiến chúng không còn khả năng lắc nữa. Siết mạnh thì chừng 5-7 giây sau chó sẽ há mồm ra để thở. Nếu có thêm người hỗ trợ thì bóp vào cổ chó, nhắm vào khí quản của nó. Đến lúc thành công, đem nạn nhân đi nơi khác thật nhanh, ra khỏi vùng nhận biết của con chó. 2. Nhìn quanh các quán ăn, chung cư đều có bình chữa cháy. Xịt thẳng vào mặt, vào mồm con chó. Khí CO2 hay bột chữa cháy sẽ làm cho chúng ngưng hô hấp, phải ngoạc mồm để thở. Kéo nạn nhân ra khỏi mồm con chó và tiếp tục xịt nếu chúng có ý định tấn công tiếp. Bên cạnh đó, chó có bản năng súc vật hoang dã nên tiếng xì của bình chữa cháy rất gần với tiếng khè khè của rắn hổ mang. 90% chó đều dừng và lùi ra khi nghe thấy âm thanh này. Đặc biệt, chó đa số chỉ tấn công một mục tiêu và cố triệt hạ mục tiêu ban đầu ấy, nên khi dùng những biện pháp đẩy lùi con chó ra thì phải chừa đường cho nó chạy. Nếu bị dồn tới đường cùng, chúng sẽ ngay lập tức quay ra tìm con mồi mới trong phạm vi gần nhất.
những chó này là anh đề xuất là phải có giấy phép mới được nuôi, và muốn đâu có giấy phép đấy phải có đợt cái điều kiện anh vừa nói đấy, một đoạn đấy ai dám làm thì nuôi, tại vì nó cắn chết người nhiều quá rồi, cả thế giới là Việt Nam. Chủ phải giữ lên cương, phải cúng nó lại, ôm lên, chặt nó lại, phải kiểm soát được nó chứ. Còn chủ mà không kiểm soát được nó thì không phải là chủ nữa rồi. Và anh khuyến cáo là chủ là nên chiến nữa, còn tới được kiện, cho nó an toàn. Để nó khỏi cắn người, nó không chiến rồi nó giữ. Nếu không làm giống thì nên chiến, để cho an toàn cho cả chủ, an toàn cả gia đình, an toàn cho người khác nữa.